Ok, xin chào và quay trở lại với kênh của mình. Nay mình sẽ review cái skin mà mình mới mua được hồi trưa này, đó chính là skin Lawyer và yêu tinh Giáng sinh. Này sẽ là yêu tinh Giáng sinh nha. Đây là Giáng sinh mà. Fuck. Ở nhà quay clip thôi. Chúng ta sẽ đi tròn đi. Sự là vô chơi thì có không thì cũng hơi chán thật, lâu rồi mình không có tròn. Tà vào Discord hôm nay là lục ghề lắm dữ rồi, lục ghề rất là nhiều. Nguyên một cái season này toàn chơi Hunter với vô là Discord không chứ không có dám tròn, này tròn gì. Giờ chúng ta sẽ review map nha. Thì cái map này mấy cái hòm sẽ là mấy cái hộp quà các bạn. Thì đây là Leo Memories là cái tên của cái map đó. Ồ, nó còn có hiệu ứng sáng lên. Này chúng ta VS là Photographer. Map này thì mấy cái miếng gạc này các bạn là nó màu trắng. Ok. Chụp hình rồi. Map này có tuyết rơi nữa. Hay lắm. Rất là đẹp. Nhìn cái này nó giống cái factory, cái nhà máy. Nhưng mà nó khác ở chỗ là cái nhà này hình như vào không được. Họ được không? Họ được. À, nó giống, thật sự là nó giống cái Sacred Hospital chứ. Cái nhà đó nó giống cái Sacred Hospital, cái đoạn này nè. Nó rất giống Sacred Heart Hospital. Lâu lâu phải đi code để thôi bị quạ bu đầu đó. Giống cái Sacred Heart Hospital. Nhưng mà đặc biệt là cái nhà máy này nó có 2 tầng. Có 2 tầng. Đó, chúng ta đi lên này. Ở cái đoạn này nó cũng có cửa leo vào. Đoạn này chúng ta chỉ leo vào thôi chứ không có đường qua. Nó bị kẹt rồi. Nhà máy này thì là mới 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 hơn. Mới hơn rồi. Xin đi tìm doctor nha. Ok, doctor. Ta bị mắc rồi. Đường này qua được nữa. Mình chưa đi, mình chưa khám phá hết cái map này lần nào hả? Đây chúng ta có cái gạt rồi. Ok, rất là tuyệt. Đây có hầm. Ta sẽ đi cứu cái bóng của bạn Doctor. Mới cứu người sao? Quả bu đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cứu cái bóng. Thằng này nó canh cái bóng rồi. Oh shit, chỗ này không có. Xui thiệt. Chỗ này không có cái đoạn này nó hơi trống rồi. Không có cái địa hình. Fuck. Rất buồn. Địt. Cứ nghĩ là thoát rồi. Cam rồi. Mở dây là chạy ngay vào cái camera. Chúng ta được cứu. Chạy vào cái camera nhanh nhanh.
tự cứu mình luôn. Ôi, what? Did... What the fuck? Sir, không... Đó... Dead... Ủa, ngồi được luôn à? Wow. Ôi, như không. Như không các bạn ơi. Quá tuyệt mẹ. Sao kỳ vậy? Fuck. Doctor ra rồi. Doctor, please, happy. Happy, please. Bro, fast. Giờ sẽ trốn vào đây. Fuck. Game hơi lắc. Để mẹ hơi lắc. Đéo đùa đâu, lắc, lắc đéo đùa đâu. Ta đi khám phá map, game hơi giật nữa. Combo mẹ rồi. Mình nằm rồi. Không tha mình cho. Chạy lên nhà máy, nhanh. Tắt cam thì rip mình thôi. À, cái map này nó có nhạc Giáng sinh. Để sao hiểu liền thôi. Nhanh đi. Để nó mò đến đây thì thôi. Fuck. Tim nãy giờ, nãy giờ là troll bệnh. Fuck shit. Tiếng nhạc Giáng sinh cho mày hoặc là đáng sợ. Mình có thể... What the fuck? Cuối cùng mình vẫn làm con mồi ư, tuyệt. Không đùa đâu. Không đùa về độ nhỏ đâu. Help, help, I need help. Fuck. Sự là không hiểu luôn. Nó ghét mình lắm hay sao ấy. Biết vậy là lúc đầu không không đi khám phá rồi. Nghe lại giật nữa, trời ơi. Truly fuck. Mình sẽ heal cho... Fuck. Nhanh đi bro. Thank you. Ok, chúng ta đã được heal hết hai lần. Vậy là ngon rồi. Heal lại. Mình đã đổi cái bản chạy thành cái bản hỗ trợ rồi. Xong, chúng ta finish. Có thôi. Mình sẽ không gì khám phá nữa, hết hết map rồi. Hết map để khám phá rồi. Đúng là hết map luôn rồi. Sẽ đi decode. Decode. Sự là nếu như trò này win thì là quá là hay. Fuck. Sao, tại sao mình lại fuck hoài vậy?
Cái map này thì rất là quen thuộc thôi, nhưng mà kiểu nó không có dễ nhìn, hơi tối. Và cái gì nhỉ? Và khi mình kiểu như cái map này nó hơi mới nên mình chơi nó hơi dập kiểu vậy. Có khi nó sẽ xông ra từ hướng này rồi. Oh fuck. Nó đánh mình trong kia rồi. Bỏ mẹ. Oh chị nhanh vào camera đi. Bỏ mẹ nó, đéo phải camera. Shit. Shit. Đen vãi. Đen. Thả em đi. Tấm ván xuống. Đứng đây và cầu nguyện thôi. Xem ai di chuyển. Rồi, doctor bị gặm đạn rồi. May quá nó không nhắm vào mình nữa. Yes. No. Not that way. Not that way. He's opened the door. Bộ phiếu mơ. Một em rồi. Fuck. Khá là căng. Thoát đi. Hai em luôn. Fuck. Gì vậy? Tới quả cuối lại bị găng ngược à? Nó tạo được cảm xúc. Fuck. Nó tạo được cảm xúc. Ngày Giáng sinh định mệnh rồi. Có khi nó đang chạy xuống. Không, nó không chạy xuống. Yeah, mình out. Mình là cái thằng gà nhất tem. Cuối cùng lại là out. Cho nên mới nói là cái thằng ngu nhất phim thường thường nó sẽ là cái thằng chiến thắng. Sao đứng đây tròn vậy? Nó đang đi xuống đấy. Mà out luôn hay sao? Từ. Sao mới làm cái gì? Không đi cứu được rồi. Ok. Chúng ta sẽ kết thúc video đây. Nếu bạn thích thì nhớ like và subscribe nhé. Ok, bye. Xem bao nhiêu điểm đây. Vừa tới luôn, vừa tới luôn. 9.665. Cho nên mới nói là cái thằng ngu hơn là cái thằng sống sót này. Ok.